Một công ty công nghệ sinh học của Nhật Bản cho biết họ đã phát triển bộ kit xét nghiệm sàng lọc sớm ung thư tuyến tụy đầu tiên trên thế giới. Họ sử dụng mũi của những con giun có kích thước siêu nhỏ. Hirosupio Shion đã chỉnh sửa gen của một loại giun tròn có tên là She Elegant, thường chỉ có kích cỡ là 1mm. Loại giun tròn này có phản ứng về mùi rất chính xác trong môi trường nước tiểu. Theo thí nghiệm của Hirosupio Shion, giun sẽ di chuyển đến chỗ có mùi mà chúng thích và ngược lại. Chúng sẽ chui ra khỏi vùng có mùi mà chúng không thích. Chỉ cần dựa vào việc giun phản ứng với nước tiểu của bệnh nhân, Hirosupio Shion có thể xác định được người bệnh có bị ung thư tụy hay không. Xuất phát điểm để các nhà khoa học Nhật Bản phát triển phương pháp này là việc sử dụng khứu giác của chó để phát hiện ung thư. Loài chó sẽ học cách phân biệt người khỏe mạnh với người ung thư bằng khứu giác thông qua mùi. Không giống như loài chó, giun không cần phải đào tạo để có thể ngửi được mầm mống của ung thư ở bệnh nhân.